đây, nước xanh chưa? Đấy, anh em mình đứng đây. Chuẩn bị nhảy xuống bơi đi. 1, 2. Đã có khách đến rồi à? Ôi không. Cái gì đây? Sao lại có ai thổi còi kia? Em Cam với bạn Nhím đã vi phạm nội quy của hồ bơi rồi. Phải mặc trang phục bơi khi xuống hồ. Không được mặc đồ thường như thế này nhá. Em Cam, nhìn này, vẫn mặc một chiếc váy, lại còn đội mũ, đeo kính nữa. Đi cả dép xuống để bơi á. Xuống bể bơi là phải mặc đồ bơi à? Đúng rồi. Được rồi, thế em Cam ra đây thay đồ bơi đi. A few minutes later. Đây rồi, đây rồi. Quần áo bơi đầy đủ nha. Áo này, quần này, lại còn có cả mũ bơi nữa. Thế này thì tha hồ mà xuống được rồi. Nào, anh em mình chuẩn bị xuống thôi. 1, 2. Ôi không, cái gì thế kia? Cái gì vậy? Bọn tớ thay hết quần áo bơi rồi mà. Các cậu vẫn đang vi phạm quy định của hồ bơi rồi. Trước khi xuống hồ thì phải rửa chân và tay sạch sẽ để cát không bị rơi xuống hồ bơi. Sau đó đi từ từ xuống hồ chứ không được nhảy, thế là rất nguy hiểm. Được rồi, thế thì anh với Cam đi vào chỗ này này, rửa chân thật sạch này, bước xuống hồ bơi và đi từ từ xuống. Đúng rồi, nếu mà đi nhanh và chạy là dễ, rất dễ bị chân trượt ngã đó. Ôi, thả lỏng người nào. Cam ơi, ra đây bơi đi. Thích quá. Nào Cam ơi, xuống đây nào. Không sao đâu, cứ xuống đây đi. Ui, càng xuống càng sâu. Ôi ơi, sâu quá. Ui, em không mừng được rồi. Đợi đợi anh vào anh cứu đây. Đây rồi, đây rồi. Ui, anh đỡ được em rồi. Lại gì nữa thế kia? Hình như có gì đó không ổn. Cứu tôi với Trang ơi. Ôi, lấy được cái áo phao rồi. Cam đâu? Em mang mặc áo phao vào. Các bạn nhỏ lưu ý nhá, trước khi xuống hồ bơi, đặc biệt là cái hồ bơi sâu như thế này, thì các bạn nhỏ phải mặc áo phao, nếu không xuống hồ bơi sẽ rất nguy hiểm đó. Được rồi, em Cam mặc áo phao xong rồi, có thể ra chỗ này bơi được rồi. Đi ra đây nào. Here we go. Đạp chân đi, đạp chân đi. Em bơi được rồi này. Nào bơi theo anh nào, bơi theo anh nào. À, có một cái cầu chuột kìa. Đi lên cầu chuột này bằng lối nào nhỉ? À, chắc chắn trèo lên đoạn đá này. Chạy ra đây để trèo lên nắm chuột này được rồi. Trèo lên nào. Cầu trượt đúng không? Cầu trượt sẽ có lối đi riêng. Lại đây, chị sẽ dẫn em Cam đi tới cái lối đi của cầu trượt. Phải trèo lên những cái bậc thang này, chứ không được như em Cam vừa nãy này trèo lên tảng đá như thế đâu nhá. Trèo lên tảng đá rất dễ trơn trượt. Mà trước khi trượt cầu trượt ý, là chúng mình sẽ phải cởi áo phao ra. Sao em Cam lại lè lưỡi ra với chị vậy? Chị đã hướng dẫn cho em Cam mà. Rồi, bây giờ từng người sẽ đi lên bậc 1. Đây, Cam ra đây anh dắt lên này. Đi cẩn thận đấy, đi những cái này là phải có người lớn hướng dẫn. Phải có người lớn đi cùng, chứ các bạn nhỏ là không được tự ý đi đâu nhá. Wow, cầu trượt thẳng xuống biển luôn. Nào theo đâu, ra đây ngồi ngay đằng sau anh, để anh chắn nước cho. Nè, có ổn sao? Em sợ nam. Đây, cứ ôm ở đằng sau anh là được. Nào vào đây. Đấy, ngồi xuống đây đi lên. Ok chưa? Ok rồi. Ok. Chưa, xuống thôi. Cái cầu trượt này nó dít thế. Bởi vì nó đang khô quá các bạn ạ. Trượt, trượt.
ở đây còn có trò hay hơn này. Có một cái võng ở trên mặt biển luôn. Đu võng trên mặt biển á thì cực kỳ thích luôn đấy. Cho em Cam ngồi lên đây này. Em Cam phải ngả người ra, thư giãn. Như thế mới gọi là làm võng. Đúng rồi, nằm hẳn ra đi Cam ơi, để anh đung đưa nha. Hình như chiếc võng này trên mặt biển đung đưa cũng khó hơn đấy. Nước nó cản lại thế nên là đung đưa võng nó không đi. Cái gì cơ? Cái gì đâm vào người em á? Đâu đâu ra đây xem nào. Đâu đâu? Ui, có một con cá em ơi. Kèo ơi, sao con cá này nó lại đâm vào người em? Kèo, con này. Bỏ ra ngay, bỏ ra ngay. Có sai rồi cậu ơi. Ui, sao trong võng này có con cá nhỉ? Ui, em càng đè chết con cá này rồi. Ừ, phải. Ui, con này nó còn có một cái vây rất là nhọn ở trên lưng. Một cái sừng vậy. Sừng vậy. Chứ không phải vây đâu. Sừng này để tấn công kẻ thù đó. Rất là sắc nhọn luôn. Cái này mà nó đâm vào người thì đau lắm đây. Một con cá. Để tớ kiểm tra xem nào. Ui da. Cái sừng này nhọn thật cậu ơi. Nó đâm vào tay tớ còn đau nữa này. Mình lại về bể bơi bơi đi. Cam bơi bơi như anh thế này. Thích quá thích quá. Té nước này, té nước này. Ở dưới bể bơi thế kia. Ôi không. Anh đã làm đẩy cá này. Nghiêm cấm chạy nhảy, đùa giỡn, la hét, leo trèo lên thành của hồ bơi. Những động tác đó cực kỳ nguy hiểm đấy. Ơ vậy à, thế thì em vào nhà này cho em mới được. Wow. Đóng cửa lại. Còn tớ, bây giờ tớ sẽ ra biển bơi. Ô, có cái biển báo gì đây nhỉ? Để xem nào. Có cá dữ tấn công á. Cá dữ gì? Ở đây là bờ biển mà. Làm gì có con gì? Chắc là biển người ta cắm linh tinh thôi. Thế, mình cứ ra ngoài này bơi vậy. Biển ơi, tớ đến đây. Mát quá, xinh quá các cậu ơi. Bơi như này mới thích chứ. Cam ơi, lại đây bơi với anh không? Ui, ui, cái gì đây? Ui, phiêu, phiêu, phiêu tớ ơi. Có con gì nó vừa cắn tớ. Cứu anh vào, lôi anh vào ơi. Ui, mệt quá, đau quá. Ây, ôi ôi. Mình bị con gì cắn con chân thế này. Ui, các cậu ơi. Cái gì đây? Một con cá mập con. Sao ở đây lại có cá mập nhỉ? Nó cắn con chân mình đau quá. À, đi ra như con cá mập này. Là tay em giúp con cá mập thương này. Ra cắn chân anh nhím mà. Này. Cậu đi chơi hồ bơi biển mà không để ý gì cả, tất cả đều có một cái nội quy to đùng ở đây này. Người ta nói là không được xuống biển này bởi vì khu vực này có rất nhiều những loài cá nguy hiểm. Ôi, may mà tớ chỉ gặp một con cá mập con, nó bé như hai đầu ngón tay này thôi. Chứ nếu mà gặp cá mập to ở ngoài kia, không đứng đây mà nói chuyện được với chúng tớ đâu. Bọn mình đi vào đi Cao ơi. À, con chó mít của mình nó ngủ dậy rồi. Bọn mình lại đi vào bể bơi đi. Chó mít ơi, ra đây xuống bể bơi tắm nào. Bây giờ anh sẽ ném chó mít xuống để bơi nhá. Nào, chuẩn bị. 1, 2. Ôi không, lại gì thế kia? Bạn nghĩ mang ai đến vậy? Cái gì đấy Trang? Cậu lại thổi còi tớ à?
Bể bơi có nội quy là không được mang thú cưng xuống dưới bể bơi. Ôi, tiếc thật đấy. Bạn chó mít này nhà tớ đang thích đi bơi. Thôi chó ơi, ngoan nha. Hôm khác anh cho đi ra sông tắm sau. Ở đây không được xuống bể bơi đâu. Bơi xong rồi đói bụng phải ăn thôi. Đúng rồi, trước khi vào bể bơi thì các bạn hãy nhớ đọc nội quy của hồ bơi nhé.